Mẹ chồng một lần lỡ tay tát con dâu phải trả giá đắt. Ngồi nhấp từng ngụm cà phê sữa đá giữa cái lạnh tê tái của mùa đông Hà Nội vào ngày cuối tuần, chị Lê Hằng, nhân viên một công ty du lịch lớn ở Hà Nội, vẫn bật cười cay đắng. Đôi lúc tôi cũng thấy bà mẹ chồng cũ đáng thương, nhưng tôi không can ngăn được cách đối xử của bố mẹ mình với bà ấy. Bố mẹ tôi bảo bà ấy phải trả giá cả đời vì đã tát con gái trước mặt bố mẹ đẻ nó. Hành động ấy không thể chấp nhận, không bao giờ đáng tha thứ. Lê Hằng cho biết chị là người Bắc, còn chồng chị là người miền Trung. Hai người lấy nhau về sinh sống cùng gia đình nhà chồng tại Cần Thơ. Chuyện bắt đầu từ khi chị bắt gặp chồng tay trong tay với người phụ nữ khác vào nhà nghỉ lần thứ ba. Lần đầu bắt gặp chồng ngoại tình, tôi rất sốc. Tôi đã muốn buông tay luôn cho bớt đau tim. Thế nhưng nghĩ đến đứa con gái mới chào đời 4 tháng, tôi chỉ khóc một ngày rồi lặng lẽ cho qua. Tôi động viên anh chấm dứt chuyện láng phén bên ngoài để quay về. Lần thứ hai, lại đúng lúc tôi đưa mẹ chồng đi may áo dài chuẩn bị diện cưới đứa cháu. Bất chợt gặp xe của chồng tôi lướt vào nhà nghỉ. Cả mẹ chồng và tôi đều há hốc mồm khi thấy anh thân mật, dắt người phụ nữ trẻ như thân quen lắm. Tôi gần như ngã quỵ, mẹ chồng phải cố gắng dìu tôi vào ven đường vỗ về, động viên tôi. Con gái tôi mới hơn 1 tuổi. Mẹ chồng gọi xe cho tôi về trước, còn bà đợi con trai và ả kia ra để té tát một trận. Sau hôm ấy, bà bắt chồng tôi hứa trước cả nhà, anh sẽ chấm dứt chuyện này. Lê Hằng nhớ lại. Trước sự kiên quyết và ủng hộ của mẹ chồng, Hằng đã tha thứ cho chồng lần thứ hai. Chị chỉ nói một câu đủ để mẹ chồng và chồng nghe rõ. Sẽ không có quá tam ba bận đâu. Nếu anh vẫn tiếp tục thì tự biết kết quả sẽ như thế nào. Tuy nhiên, lời hứa của chồng chỉ thực hiện được vài 3 tháng. Lần ấy đang đi làm, Hằng lại bất ngờ bắt gặp con xe ô tô quen thuộc của chồng chạy ngược chiều. Trong khi buổi sáng anh nói là có cuộc họp quan trọng với đối tác ở công ty. Vậy sao anh đi đâu vội thế? Hằng trột dạ cố bám theo và lại bất ngờ khi anh khoác tay một người phụ nữ trẻ khác vào khách sạn. Lúc ấy trời đất quanh tôi tối sầm lại. Tôi chỉ kịp gọi cho mẹ chồng kể về khách sạn anh ấy đang vào với người lạ. Tôi cố gắng trấn tĩnh, đến công ty viết đơn xin nghỉ phép 10 ngày vì việc gia đình. Vậy là tôi bay về Hà Nội luôn, có mặt ở nhà bố mẹ đẻ lúc 3 giờ sáng, khiến bố mẹ tôi vô cùng sốc. Hằng kể. Nhìn bộ dạng mệt mỏi và gương mặt phờ phạc của Hằng, bố mẹ chị lờ mờ hiểu chuyện gì đó đang xảy ra, khiến con bé không thể khóc được. Phải mất đến 20 phút, mẹ ôm chặt tôi vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm, được tình yêu thương của mẹ, tôi bật khóc nức nở và nói: "Mẹ ơi, con sẽ ly hôn. Bố mẹ lại cho con về đây nhé." Mẹ vuốt tóc và lau mắt cho tôi. Mẹ bảo: "Có thể nào, bố mẹ vẫn mãi là nơi con có thể đi về bất cứ lúc nào." Hằng nhớ lại. Khi mà ngay cả bản thân Hằng vẫn chưa thể trấn tĩnh lại, thì liên tục có điện thoại từ mẹ chồng chị gọi ra, yêu cầu chị phải quay vào Cần Thơ ngay. Nhưng Hằng xin nghỉ việc luôn và im lặng. Tôi không có gì phải nói thêm hay là giải thích thêm với phía nhà chồng. Tôi chỉ bảo chồng tôi hãy làm đơn ly hôn. Ngoài ra tôi không trả lời bất cứ một câu gì khác. Hằng rành rọt kể, hơn 1 tháng sau, chồng chị bay ra Bắc hẹn gặp chị nói chuyện riêng mà không dám vào nhà bố mẹ vợ. Trong cuộc nói chuyện chỉ có một bên là chồng Hằng nói, còn chị chỉ nói một câu: "Hãy ly hôn, chúng ta không có gì để nói nữa." Khi mẹ chồng biết chị đã đồng ý ly hôn, bà tức tốc bay ra Hà Nội, đến nhà thông gia. Vừa nhìn thấy Hằng, bà đã lớn tiếng quát tháo: "Con kia, mày có thế nào thì cũng là con dâu nhà tao. Mày có ra khỏi nhà đi đâu cũng phải xin phép đàng hoàng. Đâu có kiểu con cái nhà mất nết, thích đi thì đi, thích ở thì ở, không thích thì bỏ đi, không thèm nói câu nào à?" Hằng chợt bật cười nhớ lại. Tôi cứ đứng im nghe bà ấy chửi bới, vẫn không nói thêm được câu nào. Có lẽ thấy sự lạnh lùng quá thể của tôi
bà ấy không kiềm chế được, đã lao đến tát tôi một cái rõ mạnh. Hằng khẽ đưa tay lên sờ vào má mình, cảm giác cái tát của mẹ chồng ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn sau ngần ấy năm. Bố mẹ Hằng vừa kịp ở trên gác chạy xuống, chứng kiến cảnh bà Thông Gia tát con gái mình giữa sân. Bố Hằng vội đỡ con gái, còn mẹ Hằng cũng không vừa. Bà làm gì con gái chúng tôi vậy? Con trai bà ruồng bỏ nó còn chưa hoàn hồn, tim nó đang đau thắt, khóc còn khó. Giờ bà ra đây tưởng để nói chuyện gì với nhà chúng tôi? Bà lại dám đánh con tôi ở trong nhà của chúng tôi hả? Con gái ông bà mất nết, lấy chồng rồi thì có đi ra khỏi nhà cũng phải có thưa có gửi, có chuyện gì cũng phải từ từ cả nhà nói chuyện. Đằng này đùng đùng bỏ về nhà ngoại, hỏi nó nhiều ngày nay nó cũng không nói gì. Con trai bà đi gái gú thì tốt nết hả? Nó làm khổ con cháu tôi, chúng tôi không đánh được nó cho hả dạ, bà còn bao che gì cho con bà? Mời bà đi khỏi nhà chúng tôi ngay, từ nay chúng ta không thông gia gì hết. Cuộc cãi vã tranh luận đôi bên thông gia cũng kết thúc khi mẹ chồng Hằng bỏ đi. Hằng cho biết hồi ấy bà mẹ chồng cũ chỉ xót xa muốn tranh giành con bé Tít ở lại, nhưng con bé khi ấy mới 2 tuổi nên đương nhiên tòa xử theo mẹ. Bà ấy biết không tranh được quyền nuôi con bé nên mới sinh sự và muốn tôi quay lại nhà chồng. Cho đến nay, sau khi vợ chồng tôi ly hôn 6 năm, cứ khoảng 2-3 tháng mẹ chồng cũ lại bay ra Hà Nội thăm cháu một lần. Tuy nhiên bà ấy ở khách sạn gần nhà tôi. Mỗi lần bà ấy ra thăm cháu, bố mẹ tôi cho bà ấy đón cháu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối thì phải đem cháu trả về nhà ngoại. Muốn hôm sau đưa cháu đi chơi tiếp thì lại đến đón. Tuyệt đối bố mẹ tôi không cho bà ấy đưa con bé đi qua đêm, dù là ngủ lại khách sạn với bà nội nó. Tôi đã làm bố mẹ buồn mất thời gian dài vì lỡ đứt gánh giữa đường. Dắt con về nhà ngoại, nương nhờ tới nay nên tôi cứ để bố mẹ tôi xử lý theo cách mà họ muốn. Bố mẹ tôi nói, nếu chồng cũ của tôi ra thăm con thì cũng chỉ cho đón con đúng trong ngày. Rất may là suốt gần ấy năm, anh ta cũng chỉ ra thăm con 2 lần và đều chớp nhoáng trong 15-20 phút rồi đi ngay. Tôi không muốn can ngăn bố mẹ mình trong chuyện với bà thông gia cũ, sợ chạm vào nỗi khó xử của họ. Trước mắt cứ để con bé Tít lớn lên, sau này nó tự lo cuộc sống và tự lựa chọn cách xử sự đúng nghĩa, đúng tình của riêng nó. Lê Hằng nói giọng thản nhiên, bởi mọi nỗi đau đã qua, cách để đối thoại với nhà chồng cũ của chị đến nay vẫn là im lặng, đợi thời gian trôi. Ép con dâu ly hôn vì cho rằng cau điếc. Ai ngờ khi gặp lại thì tình cảnh chéo ngoe, khiến gia đình chồng cũ đứng không vững. Quý vị thân mến, khi đặt bút ký lên tờ giấy đăng ký kết hôn là hai người đã chính thức trở thành vợ chồng theo quy định của pháp luật. Hành động này không chỉ là biểu hiện của sự chấp nhận pháp lý, mà cũng là lời hứa mang lại hạnh phúc cho nhau, cam kết không rời bỏ đối phương khi khó khăn và thiếu thốn. Tuy nhiên, đáng tiếc là vẫn có nhiều người đàn ông không có ý thức đầy đủ về trách nhiệm này. Trong thời gian sống chung với vợ, họ thường không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình, khiến cô ấy phải đối mặt với những tổn thương đau lòng. Đến khi họ nhận ra mọi điều đã diễn ra và hối hận thì có lẽ đã là quá muộn. Người đàn ông mang tên Quang Anh đã chia sẻ câu chuyện của chính bản thân anh như sau. Cưới nhau được 7 tháng mà vợ tôi vẫn chưa mang thai. Mẹ tôi đã nói vào nói ra, bảo cô ấy là cau điếc, gà mái không biết đẻ trứng. Vợ tôi giận lắm, đòi kéo tôi đến bệnh viện khám để biết tường tận nguyên nhân. Mẹ tôi lại mắng cô ấy té tát, rằng cả họ nhà tôi chẳng có người đàn ông nào vô sinh. Tôi nhìn khỏe mạnh như thế, chắc chắn sức khỏe hoàn toàn bình thường. Vợ tôi khá xinh xắn, nhưng vóc người nhỏ con. Bà khăng khăng bảo người có khả năng vô sinh chỉ có thể là cô ấy. Lúc ấy tôi có đề nghị phương án làm thụ tinh ống nghiệm, nhưng mẹ tôi gạt đi ngay. Bà bảo sinh con tự nhiên mới là tốt nhất. Tôi thấy hợp lý nên đã nghe lời mẹ. Sau đó ít lâu, mẹ tôi dẫn về người phụ nữ trẻ tên Huyền, giới thiệu là con gái của một người bạn của bà. Huyền thường xuyên tới nhà tôi chơi, toàn lựa những lúc vợ tôi đi vắng.
là khách của mẹ nên tôi cũng tiếp đón nhiệt tình. Ai ngờ có lần vợ tôi sang nhà ngoại chơi về sớm thì nhìn thấy Huyền ngủ trong phòng riêng của hai vợ chồng. Tôi giải thích Huyền than mệt muốn đi ngủ. Chắc Huyền nhầm phòng, chứ lúc ấy tôi xem tivi ngoài phòng khách, có nằm cạnh cô ấy đâu mà vợ phải ghen. Nhưng vợ tôi ghen tuông vô lý, đùng đùng đòi ly hôn bằng được, khiến tôi tức giận vô cùng. Mẹ tôi khuyên, nếu cô ấy đã chủ động ly hôn thì chẳng còn gì tốt bằng, đỡ phải mang tiếng ruồng rẫy vợ lúc khó khăn. Thật lòng tôi không muốn ly hôn, nhưng vợ bảo đã chịu đựng đủ rồi, không muốn sống cùng gã đàn ông nhu nhược hèn nhát như tôi nữa. Tôi bị chạm tự ái, bèn ký đơn ngay, chẳng suy nghĩ gì nữa. Sau khi ly hôn thì Huyền cũng trở thành bạn gái tôi. Cô ấy từng kết hôn mà sớm ra tòa và vẫn chưa có con chung với chồng cũ. Mẹ tôi yêu cầu Huyền đến nhà tôi ở, khi nào mang thai thì tổ chức đám cưới. Tôi cứ nghĩ Huyền sẽ không đồng ý, ai ngờ cô ấy ưng thuận. Sống một nhà, tôi mới phát hiện ra tôi và Huyền không hề hợp nhau. Suy nghĩ và lối sống đều khác một trời một vực. Cô ấy phóng khoáng đến mức ruồng rã, chưa nói còn chi tiêu rất hoang phí. Huyền luôn tịch thu tiền lương của tôi ngay khi tôi vừa lĩnh về. Vài hôm sau hỏi tới thì đã hết sạch. Cố nhẫn nhịn hơn một năm, tôi buộc phải nói lời chia tay. Cũng may Huyền chưa mang thai, nếu không tôi không biết phải giải quyết mối quan hệ của chúng tôi ra sao. Sau khi hai mối quan hệ của con trai đều đổ vỡ, mẹ tôi đòi bán nhà cũ để tậu nhà mới. Hy vọng đường hôn nhân của tôi đỡ lận đận hơn và nhất là bà sẽ có cháu để bế. Tôi quá chán nản, để mặc mẹ tùy ý quyết định. Giao bán nhà được vài tháng, sau khi tiếp mấy lượt khách nhưng chẳng có kết quả thì chúng tôi có hẹn với một vị khách nữ. Để rồi khi cô ấy xuất hiện, tôi và mẹ đều không khỏi choáng váng. Người đó không ai khác chính là vợ cũ của tôi. Cô ấy đi cùng với một người đàn ông lạ mặt, hẳn là tình mới. Song điều đáng nói nhất chính là phần bụng lùm lùm đang mang thai tầm 6-7 tháng của vợ cũ, khiến tôi chết khiếp. Tôi loạng choạng đứng không vững, mẹ tôi cũng mặt cắt chẳng còn giọt máu. Việc cô ấy mang thai đã là câu trả lời đanh thép nhất cho câu hỏi tại sao vợ cũ và Huyền đều không mang thai khi ở với tôi. Vợ cũ nhìn vẻ mặt của tôi thì cười nói rằng cô ấy biết thừa tôi là người có vấn đề, nhưng vì quá chán nản nên chẳng buồn lật bài ngửa với tôi nữa mà ly hôn luôn. Nghe tin gia đình tôi bán nhà, bèn đóng vai khách mua nhà để gặp mặt, tiết lộ sự thật ấy cho tôi biết, tránh tôi còn làm hại thêm người phụ nữ vô tội nào khác. Nói xong cô ấy và người đàn ông kia chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Còn lại tôi và mẹ tuyệt vọng nhìn nhau, chẳng ai thốt lên được lời nào. Thiết nghĩ, tình cảnh hiện tại Quang Anh gặp phải cũng là do bản thân anh tự làm tự chịu. Nếu khi xưa anh dũng cảm đối mặt với vấn đề, mạnh mẽ có chính kiến riêng mà không phải nghe lời mẹ răm rắp, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác. Vợ cũ của anh ắt vẫn sẽ luôn đồng hành bên anh trong mọi khó khăn, thử thách. Tiếc rằng anh đã cư xử tồi tệ, khiến cho cô ấy phải chịu tổn thương, rơi vào kết cục hiện tại, âu cũng là xứng đáng. Người cha già chết cóng trong phòng điều hòa nhà con trai giàu có, khiến ai đọc cũng xót xa. Xin mến chào quý vị và khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Hay. Quý vị thân mến, ông Thuận là người đàn ông gà trống nuôi con đầy bản lĩnh và mạnh mẽ. Sau khi sinh đứa con trai thì vợ ông Thuận qua đời vì băng huyết, để lại cho ông hai đứa con thơ dại. Một đứa con gái 3 tuổi và một đứa con trai vừa lọt lòng được 3 ngày, sống trong lồng ấp. Nỗi đau ngày vợ mất, ông không bao giờ quên và đã không biết bao nhiêu lần ông phải khóc thầm một mình. Đứa con trai của ông Thuận tên là Mạnh. Mạnh còi cọc từ bé vì không có sữa mẹ, chủ yếu sống bằng sữa bò hòa với nước. Tuy vậy một tháng đầu sau khi sinh con, ngày nào ông Thuận cũng cố gắng bế con rong ruổi khắp làng để xin bú rình. Nhưng ngày đó còn khó khăn, ăn uống khổ sở, làm gì có chuyện phụ nữ thừa sữa như bây giờ, nên người ta cho bú rình một chút là may mắn lắm rồi. Từ đó,
Mạnh luôn có biệt danh thằng bé bú rình. Vì đợt đấy, những ai sinh con hầu như cũng ít nhất một lần cho Mạnh bú. Vậy nhưng những tháng ngày cơ cực ấy rồi cũng qua đi. Hai chị em Mạnh lớn dần lên trong vòng tay cha. Ông Thuận làm đủ mọi nghề để cho các con được tới trường, được ăn học đàng hoàng. Chưa khi nào ông nghĩ tới chuyện lấy vợ, vì ông sợ cảnh dì ghẻ con chồng, các con sẽ khổ. Lúc chị gái Mạnh lên cấp 3 đã có người mai mối cho bố anh một đám. Bố anh cũng đã ưng thuận vì thương số phận người phụ nữ kia. Nhưng Mạnh lại không muốn bố đi bước nữa. Anh không muốn bạn bè chọc ghẹo rằng bố mày đầu hai thứ tóc rồi còn bày đặt lấy vợ. Con trai không ưng, vậy là ông Thuận cũng thôi và không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa. Cứ thế, hai chị em Mạnh trưởng thành trong sự chăm sóc của bố. Chị gái vào đại học rồi lần lượt tới Mạnh. Bố anh ở nhà gắn bó với vườn cây ao cá mà vẫn nuôi các con ăn học đàng hoàng và không thiếu thốn gì cả. Mạnh là đứa trẻ còi cọc nhưng lại thông minh từ bé và cậu học rất giỏi. Học xong đại học, cậu không đi xin việc như người ta mà bỏ ra ngoài tự kinh doanh một mình với số vốn ban đầu là từ việc bố bán mảnh vườn và cái ao đi. Chỉ 5 năm sau, Mạnh đã có tiền tỷ và năm 28 tuổi, anh đã mua được biệt thự ở thành phố. Anh cũng giúp đỡ nhiều cho chị gái của mình. 2 năm sau thì đưa bố lên sống cùng vì lúc này ông Thuận đã già. Chân chậm, mắt mờ, ở quê không có người chăm sóc. Chị gái lấy chồng tỉnh khác nên thi thoảng mới về thăm bố được. Còn Mạnh thì công việc làm ăn bù đầu, chả có thời gian rảnh. Đưa được bố lên là Mạnh yên tâm rồi. Mấy ngày đầu chưa thuê được người trông bố nên Mạnh là người lo cơm nước cho ông. Mạnh cũng ngoài 30 nhưng vì không muốn bị bó buộc bởi hôn nhân nên 5 lần 7 lượt đều dắt bạn gái về nhà, hết cô này rồi đến cô nọ. Ông Thuận mới lên có 3 ngày nhưng không quen với cảnh tù túng trong căn nhà to sộ. Con ông thì đi làm cả ngày. Giá mà nó có vợ rồi sang năm đẻ cho ông đứa cháu cho vui nhà vui cửa thì tốt biết mấy. Ông buồn, ông đòi về, nhưng Mạnh không cho về. Bố ở đây với con nhờ bác Hải tìm giúp người giúp việc ở quê rồi, trong cuối tuần là bác ấy đưa người ta lên thôi. Hôm ấy, Mạnh hẹn cô thư ký nóng bỏng đến. Ăn trưa xong, trời nóng và cũng không muốn để bố đi lại bên ngoài vô tình nhìn thấy cô thư ký riêng và mình tự tình, nên Mạnh bảo bố vào phòng ông rồi bật điều hòa cho bố ngủ trưa. Căn phòng đó đúng hướng nắng từ sáng nên hơi nóng. Mạnh bật điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất 16 độ, định phòng mát sẽ vào tăng lên cho bố. Mạnh đưa nhân tình sang phòng ngủ của mình, hai người quấn lấy nhau. Để chắc chắn, Mạnh lại chạy sang khóa luôn phòng ông Thuận bên ngoài cho yên tâm hú hí với bổ bên kia mà quên luôn việc tăng nhiệt độ điều hòa cho bố. Mạnh và nhân tình vui vẻ xong thì lăn ra ngủ luôn, chẳng còn biết gì nữa. Ông Thuận ở bên kia rét run cầm cập, chỉ có cái chăn mỏng không chống đỡ được. Mùa hè lấy đâu ra áo ấm, ông ho sổ sộ, định mở cửa ra gọi con thì cửa khóa. Giá mà có cái điều khiển, ông bấm loạn lên thì may ra ông cũng tắt được điều hòa. Nhưng điều khiển, con ông lại mang ra ngoài rồi. Ông ho ngày một nhiều, tiếng đập cửa cũng yếu dần. Rồi ông bất động nằm dưới đất, chân tay cứng đờ. Đang ngủ ngon, chợt Mạnh tỉnh giấc vì có điện thoại. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, cô thư ký đã về từ khi nào anh cũng không rõ. Cô ấy có chìa khóa riêng căn nhà này mà. Chợt nhớ ra bố, Mạnh vội chạy sang gọi ông dậy để ra ngoài ăn. Giật mình vì cửa khóa, Mạnh mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, anh rùng mình vì lạnh. Rồi lại sốc nặng khi thấy bố nằm ngay giữa cửa. Người ông đã lạnh ngắt và cứng đờ. Mạnh vội vàng bế bố lên gọi xe cấp cứu. Nhưng bố anh đã tắt thở từ lâu. Cả một đời hy sinh vì con. Cuối đời tưởng được con phụng dưỡng thì nào ngờ lại phải nhận cái chết tức tưởi như thế này. Mạnh gào lên trong đám tang bố. Bố ơi, con là thằng bất hiếu. Con có tội với bố. Bố ơi! Lên chăm dâu ở cữ 6 tháng trời. Lúc về, nó đưa tôi một đùm trứng.
về nhà mở ra mà choáng váng. Mến chào quý vị và khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Hay. Quý vị thân mến, so với nhiều gia đình khác, tôi thấy mình thật may mắn khi có một cô con dâu khôn khéo và tinh tế. Gia đình của tôi có 3 người con, trong đó 2 cô gái và 1 trai. Đến lúc trưởng thành, cả 2 cô con gái của tôi đã lập gia đình và không ai ở gần mẹ nữa. Do đó, tôi hy vọng rằng con trai và con dâu sẽ tiếp tục ở gần tôi sau khi kết hôn. Điều này là điều tôi luôn mong đợi và hy vọng trong cuộc sống gia đình của mình. Thế nhưng con dâu thời bây giờ có ai muốn sống chung với mẹ chồng đâu. Tôi vừa mới bảo về ở chung, con trai đã nói thẳng. Thôi mẹ ạ, bọn con quyết định ra thành phố làm rồi mua một căn nhà ở đó. Mẹ yên tâm, cứ cuối tuần là bọn con sẽ về. Còn nếu mà có công việc thì trong tuần con lại về. Mẹ hiểu cho con, sau này đằng nào con cũng đón mẹ đến sống cùng mà. Thật ra tôi chỉ muốn ở chung với con cho vui cửa vui nhà, chứ nào có mong là chúng chăm sóc phụng dưỡng gì mình. Chỉ là bây giờ các con đã nói như vậy, tôi không đồng ý cũng chẳng được. Thế là cứ cuối tuần, nhà tôi lại vui vẻ và rộn rã tiếng cười vì có con về ăn uống. Những hôm ấy, tôi sẽ tranh thủ đi chợ, mua ít đồ quê về nấu. Ngoài ra thì mua thêm chút đồ để đóng thùng cho các con mang đi. Mình ở quê, đồ vừa sạch vừa tươi, tội gì mà không gói ghém để cho con nó được ăn đồ an toàn. Mấy lần thấy tôi làm như vậy, con dâu cũng ngại nên mới đưa tiền cho mẹ. Con bé không nói là trả tiền để mẹ mua đồ đâu, chỉ bảo tôi là cứ cầm lấy để có gì cần thì mua sắm. Nhưng tôi biết ý chứ, tôi trả lại và cũng nói luôn. Mẹ già rồi, có một mình nên chẳng tiêu pha gì nhiều. Lương hưu thì tháng nào cũng đủ ăn tiêu nên con cứ cầm lấy. Bao giờ cần thì mẹ sẽ nói. Sau lần đó, tôi vẫn cung cấp đồ ăn đầy đủ cho các con. Tình cảm giữa tôi và con dâu cũng khá tốt. Hai mẹ con nhiều khi còn tâm sự mấy tiếng qua điện thoại. Nhưng phải đến khi có chuyện xảy ra, tôi mới thấy con dâu của mình cũng là một đứa con có hiếu. Đợt ấy tôi bị ngã xe, phải vào viện nằm cả tháng trời. Hai cô con gái thì ở xa, đứa thì bụng mang dạ chửa, đứa lại vừa sinh con nên không tiện về chăm. Lúc ấy tôi vừa tiếc tiền, vừa sợ phải một mình trong viện, thành ra cứ nhất quyết đòi về nhà bằng được. Thấy vậy con dâu mới níu tay tôi lại và bảo: "Mẹ ơi, mẹ đừng lo, con vừa nghỉ việc ở công ty, đợt này họ thanh lọc nhân sự, con nằm trong diện phải cho nghỉ. Mẹ cứ yên tâm ở đây điều trị, con sẽ ở với mẹ trong giai đoạn này." Lúc ấy tôi chợt nghĩ, không hiểu sao công ty con dâu lại cho nhân viên nghỉ đúng đợt như thế. Trong lòng cũng thầm cảm ơn vì con đã biết nghĩ cho mẹ chồng. Nhưng sau này tôi mới biết, thực ra là con dâu tôi chủ động xin nghỉ việc, chứ công ty nào có đợt cắt giảm nhân sự. Chẳng qua vì sợ tôi suy nghĩ nên con bé mới nói như vậy thôi. Cũng nhờ đợt đó mà mẹ con tôi gần gũi nhau hơn. Bản thân tôi cũng thấy mình may mắn khi có được một cô con dâu vô cùng hiểu chuyện, lại hiếu thảo như vậy. Chính vì con dâu hết lòng với mình nên khi con bé sinh con, tôi đã chủ động đề nghị về việc lên chăm con ở cữ. Dù sao phụ nữ cũng chỉ sinh nở vài lần trong đời, tôi lại cũng rảnh rỗi nữa, không phụ con chăm cháu thì giúp ai đây. Được cái là hai mẹ con khá hợp nhau, chỉ cần con dâu thích ăn gì tôi sẽ tìm mua rồi về nấu cho bằng được. Quan điểm của tôi là thích gì thì ăn nấy, không phải kiêng cữ cầu kỳ như những người khác. Tuổi trẻ bây giờ ở cữ và chăm con cũng khác lắm, chẳng còn nằm than và kiêng gió kiêng nước như tôi thời xưa đâu. Chính vì thế mà tôi không ép con bé làm gì cả. Về việc chăm cháu, tôi cũng không can thiệp vào, bởi trước đây chính tôi cũng từng có nhiều bất đồng với mẹ chồng trong vấn đề này, nên tôi hiểu. Chỉ có mẹ mới biết cách chăm con thế nào cho tốt nhất thôi. Nói chung suốt 6 tháng chăm con dâu, tôi và con không lời qua tiếng lại hay là to nhỏ với nhau bao giờ. Hôm qua tôi quyết định về quê sau nửa năm lên thành phố. Mặc dù các con bảo ở lại chơi vài bữa hãy về, nhưng tôi nhớ quê và nhớ hàng xóm láng giềng lắm. Lúc tôi chuẩn bị ra xe,
Con dâu có chạy theo, đưa cho tôi một đùng trứng, còn dặn dò cẩn thận là về nhà thì hãy mở ra. Về đến nhà tôi choáng váng khi biết bên trong có một chiếc hộp đựng vàng. Số vàng ấy tính ra cũng khoảng một cây liền. Khi ấy tôi mới gọi cho con dâu để hỏi chuyện, thì con bé nói: "Con nhờ mẹ giữ đấy ạ, nếu mẹ cần thì cứ lấy ra mà dùng, còn không cần thì mẹ để làm của để dành nhé." Nghe con nói mà tôi thấy mát lòng mát ruột, đúng là của cho không bằng cách cho. Cuộc đời tôi thật may mắn khi có được một cô con dâu hiểu chuyện như vậy, phải không mọi người? 6 năm chăm mẹ chồng cũ bị liệt. Ngày hấp hối, bà đưa tôi tấm thẻ, cầm lấy phòng thân. Quý vị thân mến, thật lòng là từ trước đến nay, tôi luôn quan niệm làm việc gì cũng phải đúng với lương tâm của mình. Tôi đối xử tốt với mọi người bằng hết khả năng của mình có thể làm được, mà không đòi hỏi những người đó phải đền đáp lại. Có thể chính điều này đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn, và có lẽ là vì vậy mà vận may lớn đã đến với tôi như một món quà. Tôi lấy chồng năm 22 tuổi. Vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học, tôi đã quay vào ô mất lượt vì bác sĩ bảo cưới. Hồi ấy, người yêu tôi không có ý định kết hôn đâu. Khi biết tôi đã có thai, anh luống cuống nói tốt nhất là hai đứa nên làm kế hoạch. Bọn tôi còn trẻ, không nên vì đứa con mà làm ảnh hưởng đến tương lai như vậy. Lúc đó, chính mẹ của anh đã gọi cho tôi và khuyên nên giữ lại đứa bé. Thấy tôi cứ lưỡng lự, bà quả quyết nói: "Các con còn trẻ, nghĩ việc giữ hay bỏ một giọt máu không phải là việc lớn. Nhưng bác nghe nói có tim thai rồi, nó cũng là một sinh mệnh. Con đừng làm gì dại dột để rồi sau này lại hối hận. Còn con và con trai bác có đến được với nhau hay không, thì bác vẫn cam kết là sẽ lo cho cháu đến năm 18 tuổi." Thế rồi vài ngày sau, nhà người yêu đến nhà tôi thưa chuyện, hai bên tổ chức đám cưới một cách nhanh chóng. Tôi cũng bất ngờ vì mình trở thành vợ và con dâu của người ta quá nhanh như vậy. Nhưng biết sao được, tôi cũng không nỡ bỏ đi giọt máu mủ ruột già của mình. Sau khi kết hôn, tôi sống chung với mẹ chồng. Nhưng nói thật, cuộc sống còn sung sướng hơn cả ở với mẹ đẻ. Bà chỉ có mỗi một đứa con trai, lại là quá phụ nên lâu nay chẳng có ai bầu bạn. Từ ngày có tôi về, hai mẹ con cứ nói chuyện tâm sự nên cũng hiểu và yêu thương nhau hơn. Mẹ chồng tôi cũng tâm lý lắm. Chỉ cần con dâu thèm ăn gì, bà đều tìm mua về bằng được, bất kể món ấy có trái mùa hay là đắt đỏ đến đâu. Việc nhà tôi cũng không phải đụng đến. Tới bữa cơm thì xuống phụ mẹ chồng làm việc thôi. Có hôm dậy sớm, sở cơm nước cho cả nhà, mẹ chồng còn gắt: "Con cứ ngủ đi, dậy sớm làm gì? Đang bầu bí cứ ngủ cho thoải mái, sau này chăm con nhỏ thức đêm hôm mệt lắm." Mẹ chồng thì không có điểm nào để chê, nhưng nói đến chồng, tôi lại thấy phiền lòng. Hồi chúng tôi cưới, cả hai mới quen nhau được nửa năm, thành ra tình yêu mà anh dành cho tôi không đủ lớn. Chưa kể là từ trước đó, anh đã nổi tiếng ham chơi và đào hoa. Vì vậy một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng không thể níu được chân anh. Sinh con được gần một năm thì tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Nói đúng hơn thì mẹ chồng tôi biết đầu tiên. Bà đã đứng ra giải quyết với người con gái kia trong âm thầm. Tất cả cũng chỉ muốn tôi không phát hiện ra chuyện này. Nhưng với linh cảm của một người vợ, tôi vẫn biết chứ. Lúc đầu tôi nghe lời mẹ chồng nên cố gắng giải quyết trong êm đẹp. Chỉ là chồng tôi quá mê người con gái ấy, nên dù đã có gia đình, vợ con, anh vẫn quyết dứt áo ra đi. Ngày chồng tôi mang đơn ly hôn về xin ký, tôi đã rất lưỡng lự. Không phải vì yêu chồng mà là vì quá thương mẹ chồng. Cuối cùng mẹ chồng đã khuyên tôi nên ly hôn. Cũng trong ngày hôm ấy, bà từ mặt con trai và nói dù anh có lấy thêm ai khác, thì trong mắt bà chỉ có tôi là con dâu duy nhất. Hậu ly hôn, tôi vẫn sống chung với mẹ chồng cũ.
mẹ con bà cháu ở với nhau, cuộc sống đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng biến cố xảy đến vào 6 năm trước. Hôm ấy mẹ tôi đi chợ thì bị người ta gây tai nạn. Kể từ đó bà nằm liệt giường một chỗ. Con trai thì chẳng bao giờ ghé thăm, còn con dâu mới cũng vậy. Chỉ có tôi là chăm sóc mẹ chồng từ A đến Z. Mấy năm nay mẹ chồng tôi cũng đi viện nhiều lắm. Mỗi lần như vậy tôi lại phải gửi con về ngoại để chăm bà. Nhiều người cứ bảo tôi không việc gì phải làm như vậy, nhưng tôi xem bà như mẹ ruột. Vì thế nên dù khó khăn đến đâu, tôi cũng chưa bao giờ than vãn nửa lời. Tháng trước, mẹ chồng tôi biết mình sắp không qua khỏi. Bà gọi tôi đến giường, rồi rút ra một tấm thẻ ngân hàng. Bà nói trong đó có 3 tỷ, tôi cứ giữ mà phòng thân. Sau này nuôi con còn nhiều việc cần đến tiền. Nhà đang ở đã sang tên cho tôi, nên chồng cũ cũng không đòi được nữa. Như thế là bà yên lòng rồi. Vài ngày sau, mẹ chồng cũ của tôi qua đời. Chuyện tấm thẻ ngân hàng thì chồng cũ không hay biết gì. Còn căn nhà, anh có về đòi, nhưng sau khi thấy sổ đỏ đã chuyển sang tên tôi, anh cũng không còn lý lẽ để nói nữa. Vậy là sau tất cả, tôi đã hoàn thành bổn phận của một người con dâu rồi mọi người ạ. Đúng là dù nằm mơ, tôi cũng không ngờ mình lại được mẹ chồng cũ để lại cho 3 tỷ. Nhưng nghĩ đến những gì mà tôi đã làm suốt nhiều năm qua, tôi xứng đáng có được điều đó, phải không? 65 tuổi, tôi đi làm để trợ cấp cho con trai. Một năm sau thấy phiếu lương của con, tôi khóc vì thương chính mình. Quý vị thân mến, khi sinh con, mong muốn của bố mẹ nào cũng chỉ là mong thấy con được sống trong hạnh phúc. Cha mẹ luôn sẵn sàng chấp nhận đau đớn, khó khăn và những gian khổ để đảm bảo con có được một cuộc sống ấm no đầy đủ. Bố mong rằng trong một khoảnh khắc nào đó, con sẽ thấu hiểu tình yêu thương, sự hy sinh của bố mẹ. Bố hy vọng rằng con sẽ có lòng biết ơn và hối hận về những hành động, quyết định của mình trong ngày hôm nay. Tôi tên là Nguyên, 65 tuổi. Tôi đã về hưu và nhận lương hàng tháng gần 10 triệu đồng. Vợ tôi cũng có lương hưu khoảng 7 triệu đồng. Nơi tôi ở, chi phí sinh hoạt không cao, nên với số tiền lương này, tôi và vợ có thể thoải mái chi tiêu mà không cần quá chắt bóp. Nhưng vì con trai nên tôi không thể tận hưởng cuộc sống như những người già khác. Theo đó, khi con trai tôi chuẩn bị kết hôn, nó nói với tôi rằng nó muốn mua một căn hộ ở Hà Nội để ở riêng. Nghe vậy, tôi cảm thấy rất căng thẳng. Giá nhà Hà Nội cao ngất ngường. Nếu mua một căn nhỏ khoảng hơn 50m² cũng phải 1-2 tỷ đồng tùy khu vực. Nhưng con trai tôi sau này dự định sẽ ở đó lâu dài. Con dâu cũng làm việc ở thành phố. Hơn nữa, chúng còn sinh con đẻ cái nên phải có nhà để an cư lập nghiệp. Thậm chí là một căn không được bé quá, để cháu tôi sau này còn có không gian phát triển. Vì vậy, tôi đã rút hết tiền tiết kiệm của mình được khoảng 800 triệu. Vợ tôi góp 200 triệu và con trai góp được 300 triệu. Số tiền này tuy rằng rất lớn đối với gia đình tôi, nhưng hàng tháng vẫn phải trả góp thêm mới đủ. Trong khi đó, lương của các con tôi chỉ đủ dùng cho sinh hoạt, chứ không dư giả bao nhiêu. Tôi cảm thấy mình không thể thờ ơ được, nên quyết định đi tìm việc để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho con trai, cũng như rút ngắn thời gian trả hết tiền nhà. Như các bạn đã biết, không dễ để một người ở độ tuổi của tôi tìm được việc làm. Tôi chỉ có thể đi ship hàng hoặc làm xe ôm công nghệ, nhưng sức khỏe không cho phép tôi lái xe từ sáng đến tối, nên sau cùng tôi đã xin được một chân bảo vệ cho siêu thị điện máy. Công việc không quá mệt mỏi như tôi nghĩ, nhưng trong tuần sẽ phải có khoảng 3 buổi phải trực tối ngủ lại qua đêm ở siêu thị. Hàng tháng tôi nhận được khoảng 6,5 triệu đồng, cộng với số tiền lương của hai vợ chồng tôi thì tổng là 23 triệu đồng. Sau đó chúng tôi trích ra 15 triệu đưa cho con trai trả tiền lãi. Còn 8 triệu, hai vợ chồng cố gắng tiêu pha rẻ sẻn lại cũng không quá cực khổ. Đôi khi tôi nhìn thấy những người cùng tuổi đi với các con, các cháu đến siêu thị mua đồ mà ganh tị. Họ vui vẻ, hạnh phúc lắm.
hay những người bạn dưới quê của tôi, họ mỗi ngày đều đi tập dưỡng sinh, đánh cờ tướng, thỉnh thoảng lại tụ tập ăn uống hoặc du lịch. Nghĩ đến thân mình vẫn còn phải đi làm thuê làm mướn, tôi có đôi chút chạnh lòng. Nhưng nghĩ đến con trai, tôi không còn cách nào khác là phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Mãi đến một năm sau, tôi mới phát hiện ra một sự thật cay đắng. Sáng hôm đó, sau khi kết thúc ca làm việc ban đêm và bàn giao lại cho những người trực tiếp theo, tôi nhấc điện thoại lên để nhắn thông báo, chuẩn bị về nhà cho vợ như mọi lần. Bỗng nhiên, màn hình điện thoại sáng lên đã nhận một tin nhắn. Tôi bấm vào thì thấy đó là phiếu lương của con trai. Con số lớn hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng, chứ không hề ít như nó vẫn nói. Chưa kể nếu cuối tháng làm việc tốt còn được nhận phần trăm lợi nhuận, rồi thưởng lễ Tết. Vậy là nó đã nói dối tôi sao? Thậm chí hai tháng trước, tôi có dò hỏi con trai dạo này lương có được tăng lên không, thì nó vẫn nói chẳng nhỉnh hơn được chút nào, rồi than đau đầu vì nợ nần. Khi tôi đang mải suy nghĩ ra trăm ngàn lý do để con phải nói dối bố mẹ, thì con trai lập tức thu hồi tin nhắn lại và im lặng. Tôi vừa cười vừa chảy nước mắt, cười vì bản thân quá ngốc, cười vì bộ dạng của mình lúc này thật đáng thương. Nghỉ hưu rồi vẫn lóc cóc đi xin việc rồi làm bảo vệ đến đêm không dám ngủ. Khóc vì uất ức, vì buồn rầu khi có một người con như vậy. Hai năm qua, tôi và vợ không dám phung phí một đồng, lúc nào cũng chăm chăm tiết kiệm để gửi tiền cho con. Chúng tôi không mua quần áo mới, thỉnh thoảng bạn bè rủ đi chơi cũng từ chối khéo vì lo tốn tiền. Thậm chí tôi có bệnh đau lưng, chỉ dám vào viện khám rồi mua thuốc ở bên ngoài hoặc uống giảm đau tạm thời để giảm chi phí. Hóa ra, những nỗ lực của tôi là không xứng đáng. Kết thúc sự im lặng, con trai tôi gửi tin nhắn để kiểm tra xem tôi đã đọc được bức hình mà nó gửi nhầm chưa. Tôi không trả lời ngay vì không biết ứng xử ra sao. 10 phút sau tôi nói, con trai có chuyện gì thế? Vừa rồi bố đang làm việc nên không nhìn điện thoại. Con gửi gì cho bố mà thu hồi lại thế? Cậu con trai trả lời ngay, không sao đâu, con gửi nhầm. Bố ơi, bố cũng nên chú ý sức khỏe của mình khi làm việc nhé. Khi nhìn thấy câu này, tôi đã bật cười. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng con trai tôi dẻo miệng quá. Nó lúc nào cũng nói thương tôi, sợ tôi vất vả, nhưng chẳng bao giờ từ chối khi tôi đưa tiền. Đặc biệt, nó chỉ muốn tôi chuyển khoản cho tiện. Khi bị giục đưa vợ con về thăm ông bà, thì nó khất lên khất xuống, vài lần hẹn mới về, mà về cũng chưa từng mua quà cho bố mẹ. Còn khi đi thì tôi sắm đủ thứ gửi cho cháu. Chỉ là trước đây tôi bị mù và không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ tôi đã tỉnh lại. Tôi quyết định từ nay về sau sẽ không gửi trợ cấp cho con trai mình nữa. Tôi đã cho chúng quá nhiều suốt thời gian qua. Tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình, chưa kể kinh tế của con trai tôi là tốt như vậy. Dù cuộc sống của nó không vừa ý cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi không thể chịu trách nhiệm về cuộc sống của nó. Bây giờ tôi không có nhiều tiền tiết kiệm nên tôi phải lên kế hoạch cho bản thân. Sau này tôi sẽ tiếp tục làm công việc bảo vệ. Số tiền lương sẽ dành dụm để dưỡng già cho hai vợ chồng. Tôi mới 65 tuổi, sức khỏe tốt, vẫn có thể làm việc thêm vài năm nữa. 3 ngày sau khi tôi biết sự thật, con trai tôi gửi tin nhắn nhắc bố gửi tiền vì chưa nhận được như mọi tháng. Tôi cười khẩy không muốn lật tẩy, chỉ nói rõ với con. Con trai à, tiền tiết kiệm của bố mẹ đã dùng hết để mua nhà cho con rồi. Bố mẹ già rồi, nếu bệnh tật gì đó thì bố cũng không kiếm được tiền. Bố đã giúp đỡ con suốt 2 năm nay, còn bây giờ bố không thể giúp chu cấp tiếp tục cho các con được nữa. Các con đã hơn 30 tuổi, hãy học cách tự nuôi sống chính mình. Tôi gửi tin nhắn thoại như vậy cho con trai. Con trai tôi nghe xong cũng nhận ra rằng tôi đã nhìn thấy bức ảnh mà nó gửi ngày hôm qua. Không hề có lý do gì cả. Nó bình tĩnh chấp nhận sự thật này và nói xin lỗi bố rất nhiều. Tôi nghĩ dù cha mẹ có thương con đến đâu cũng nên để dành một chút cho mình, chứ không nên tiêu tất cả cho con cái. Tôi thật may mắn, tôi đã phát hiện ra điều đó sớm. Tôi còn trẻ và vẫn còn có thể kiếm được tiền, lại còn có lương hưu. Nếu tôi không có lương hưu và không có khả năng kiếm tiền, thì sau này tôi sẽ sống như thế nào? Vì vậy,
Người già tuy không tiếc công sức giúp đỡ con cái, nhưng phải có chừng mực và chừa đường lui cho mình.